rất là lâu rồi em mới thấy lại cái trò chơi này. Hồi nhỏ xíu ở cấp 2 em có từng chơi qua một chút. Bây giờ thì để cho cô chú hiểu rõ hơn, con biểu diễn sơ sơ nha. Dạ. Rồi, xin mời con. Cool mà em thích một cái là rất là đúng nhạc. Harry phải gửi lời xin lỗi Gia Khang. Thật ra lúc đầu nhá, em nghe là vô vô quá thì kiểu như vô vô nó chỉ là nó kéo xong lên thôi. Là mình xem chương trình là mình sẽ ủng hộ cái tinh thần của bé vậy thôi đó. Coi xong là im luôn ấy. Thật ra với chú Thanh thì chú Thanh nghĩ khác hai cô. Hồi nãy cái bài trình diễn của con không tốt. Mà nó là một bài trình diễn xuất sắc. Wow. Con cảm ơn chú Trinh. Nó phải là xuất sắc chứ nó không phải là tốt. Tại vì rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thì rất là tiểu tiết, rất là dứt khoát, nhanh, gọn lẹ, thần thái và feel được nhạc. Và quan trọng là cái cách con làm cho mọi người thấy thú vị. Những cái kỹ thuật như là dắt chó đi chơi đúng không? Dạ đúng rồi. À, cái đó là theo chú được cái hiểu biết là không có dễ đâu. Dạ. Không hề dễ làm cái đó đâu. Dạ. Nhưng mà em thấy là bé biểu diễn mà có cái thái độ ở trong đó là cái phần nào mà cái sự biểu hiện ở trên gương mặt của bé nữa. Bé cũng là giao tiếp này nọ, cái phần nào mà muốn show cho chúng ta là sẽ đến đây nè, show và kiểu cái thái độ của bé là nhìn tôi nè, kiểu vậy đó. Mấy người mà biểu diễn tới cái mức độ này là đã đi thi đấu rồi. Con đã đạt được thành tích gì? Dạ con chưa có thành tích, con chưa có thi đâu. À chưa thi, chứ không phải bên thi. Mà con tự học ở nhà thôi hả? Dạ con tự đam mê và con tự học hỏi con chơi. Trời ơi! Cái gì vậy? Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem siêu tài năng nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.